Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục sinh tồn trong thế giới tận thế zombie ha. Ủa? Hình như hút rồi. À đây. Hàng gì mình thấy nó hút kiểu gì á. Hôm nay thì mình ghé làng với mục đích chính là mình sẽ đưa những bé dân làng về nhà mình sống cho vui ha. Về đó có gì mình bảo kê cho, giờ mình có vũ khí, có đầu đạn hạt nhân rồi, sợ gì nữa. Ồ đây, hai bác trong này luôn hả? Hú hí trong này hả gì? Về nhà đi. Ok. Rồi. Có bác này bị... Bác dân làng đần này có nên bắt gì luôn không ta? Bác này là không có nghề nghiệp gì luôn á, không có chịu làm ăn gì trơn. Phải bắt về có gì làm mà... Nô lệ. Ủa hình như có thanh niên nào bắn mình hay sao á? À, kìa. Phát hiện. Có thanh niên định bắn mình. Dám bắn mình hả? Ủa sao mình vẫn còn nghe tiếng bắn cành cành đó? Ghê thiệt á. Mà không có bắn trúng mình. Nghe tiếng súng bắn à mà không... Không có mất máu mình trơn á. Không biết đứng đâu mà bắn hoài không biết. Thôi giờ mình lo tập trung bắt dân làng trước đi ha. Một xíu mình tìm tung tích của thanh niên cà khịa đó sao. Ồ, trong đây tiếp tục là hai bác hả? Đừng sợ nha. Giờ ghé làng là mình dẫn hết về làng rồi, nên buổi tối zombie sẽ không có cơ hội ăn thịt mấy bé dân làng còn lại đâu. Ở đây còn nữa nè. À thấy rồi, mình phát hiện rồi. Láo tét. Rồi đi bé dân làng ơi, chỗ này nguy hiểm quá. Ngôi làng này mình đã bắt được 7 bé dân làng rồi, không biết còn bác nào không nữa. Đây còn bác. Bắt luôn. Ôi nó bắn cơ. Quá trời quá đất nó bắn rồi. Ở phía trên kia mình thấy nó có thanh máu. Ôi. Ủa đây là cái nhà của ai vậy? Con zombie này đi ra chỗ khác đi. Mình thấy đây nó có ngôi nhà gì nè. Wow. Nhà đẹp vậy. Được hết nhờ. Ờ nhưng mà trong đây không có rương á. Rồi hiểu. Vậy là cái nhà này nó sẽ dẫn xuống lòng đất. Rồi từ công trình dưới lòng đất này nó sẽ dẫn tới chỗ của con boss xương cổ đại nè. Lý thuyết là như vậy ha. Còn bây giờ thực hành đi xuống dưới tìm con xương cổ đại coi. Để mình test sức mạnh của đầu đạn hạt nhân. Khi mà bắn con xương cổ đại đó thì sẽ mất bao lâu thì mới hạ gục được con boss ha. A few moments later. Ủa con boss đâu trời? Có thanh máu của nó mà nó đâu vậy? Ok. Nó đâu đây nè. Nè lỡ đây thì lại thấy thanh máu. Ủa nó đâu vậy cả? Ui. Trời ơi. Hết chuyện rồi, đi tắm nhung nham hèn gì. Mình thấy thanh máu nó cứ giật từ từ à. Mình có đem theo cái xô nước không? Rồi luôn, không có xô nước rồi. Sukana cho con boss này rồi đó. Thôi thì lỡ tắm nhung nham rồi. Chưa có xà bông đúng không? Mình sẽ tặng cho nó xà bông hãng gốc kết hạt nhân á. Cho nó cục xà bông siêu to khổng lồ nè. Rồi. Mất tiêu luôn rồi. Ủa? Nhỏ đang tắm cái đó bốc hơi mất tiêu luôn. Ác tuyệt rồi chứ. Như vậy thì với khẩu rocket này thì mình có thể one shot cả những con boss khủng như là xương cổ đại á. Cũng khá là tốt đó chứ. Wow. Quá trời đồ luôn nè. Có đồ sửa chữa không? À có sửa chữa luôn. Tốt. Cũng được. Ui đây có cây MP5 nữa. Mấy khẩu đó thì ở nhà mình có thể chế tạo nên mình sẽ không có nhặt đâu. Và hình như hết rồi. Hết boss rồi. Trong đây chỉ có một con boss thôi. Phải có 2-3 con boss mình gom lên bắn một viên một. Coi một lúc nó có thể hạ được nhiều con boss hay không ha. Test chưa đã trơn mà hết boss rồi. Hổng rài mình chơi game trên điện thoại máy nó hay nóng nè. Thành ra nó hơi giật lát lát. Rất là khó chịu luôn ha. Nhưng mà bây giờ mình đã tìm ra được một giải pháp rất là nhanh chóng và hiệu quả luôn. Đó chính là Knock Booster ha. Nhờ có Knock Booster mà mình mới biết là điện thoại mình nó có nhiều rác đến vậy. Và bây giờ thì mình sẽ nhờ Knock Booster dọn rác cho mình để giải phóng dung lượng á. Lúc đó thì máy nó đỡ lát hơn đó. Bên cạnh đó thì Knock Booster còn hỗ trợ cho mình tính năng tăng tốc game.
Mình thì hay chơi Minecraft trên điện thoại nữa. Thành thử ra tính năng này rất là phù hợp với mình ha. Mình sẽ chọn Minecraft để nhờ nó booster tăng tốc giúp mình. Lúc đó chơi game nó cũng được tối ưu và đỡ lag hơn. Chơi game một lúc thì điện thoại mình nó rất là dễ bị nóng luôn á. Thành thử ra mình sẽ sử dụng tính năng hạ nhiệt độ CPU. Và khi sử dụng tính năng này thì mình nên để điện thoại nghỉ một lúc để tăng cái tốc độ làm mát điện thoại ha. Một điểm mình thấy nó booster khá là hay đó chính là cung cấp cho mình những cái tiện ích ở màn hình chính á. Khi mình thêm những tiện ích này thì mình có thể theo dõi được dung lượng RAM nè, cũng như là dung lượng bộ nhớ ha. Cái này thì giúp mình dễ dàng kiểm soát và tối ưu điện thoại hơn. Để tải Nook Booster thì các bạn có thể truy cập vào CS Play và nhập vào từ khóa Nook Booster hoặc là nhấp vào đường link mình để dưới phần mô tả cũng như là phần game của bình luận. Sau khi trải nghiệm thì mình thấy Nook Booster rất là tốt luôn nên mình sẽ đánh giá 5 sao. Còn các bạn thì sao? Hãy thử tải về và trải nghiệm thử nha. Về nhà thôi. Và hôm nay mình còn cho các bạn xem một cái nơi bí mật mới nữa nha. Mình mới làm thêm ở dưới căn cứ. Giờ thì xuống dưới cùng mình ngắm nào. Cái chỗ đó, thấy chưa gì là thấy sự khác biệt rồi chứ gì. Mình đã lắp cửa vào rồi cho nó tăng cái độ bảo mật này cũng như là an toàn hơn á. Đấy, như vậy thì rất là an toàn luôn. Và đây chính là nơi để mình cho những mấy dân làng có thể sống thoải mái nè, mà không có sợ bị quấy rầy ha. Rồi, còn 4 bát. 1, 2, 3, 4. Ui, cái gì? Ôi no. Ôi sao hết chuyện đi bắn mấy dân làng vậy? Mấy cái... Trời đất ơi, mấy cái Senchi bắn mấy dân làng rồi. Ui chạy chạy đi, cái Senchi bên đây nó bị lỗi rồi. Oh my god. À mình biết rồi. Zombie nó... Có zombie nó lặn mò vô. Gì ghê hả? Vậy là dưới này có zombie nè. Không được rồi, mưa mốt mình phải nghiên cứu để mình thắp đuốc mấy cái hang gần gần đây mới được. Chứ không thôi mấy trường hợp mà bắn lộn vô bé dân làng như nãy thì... Ok. Trời đất ơi. Ôi no, căn cứ mình thất thủ rồi. Oh my god. Thất thủ rồi. Nó đã tìm tới căn cứ của mình. Ý, nó nổ banh hết cái kho đồ mình rồi. À, zombie nó đào đường hầm nè. Ghê chưa? Ủa sao bắn toàn dân làng không vậy? Oh my god. Ủa kìa. Zombie nó đào đường hầm rồi, nó đi lên nó ăn thịt dân làng. Trong đây nữa. Rồi. Toan rồi. Hiện tại thì zombie nó đã đột biến tới mức mà nó xác định được căn cứ mình dưới này để nó tìm kiếm ra rồi nè. Ghê ơi. Rồi luôn, còn có 4 bát à. Nãy 8, 9 bát, giờ còn có 4 bát à. À 5 bát. 9 bát còn 5 bát, chỉ là 4 bát cái nguyên sinh rồi. Căn cứ mình thì vừa bị tấn công rồi, nó nổ muốn hết rồi nè. Giáp bọng các thứ nổ văng tứ lung tung luôn. Trời đất ơi. Có mất gì không? Hình như là mình mất cái áo. À đây, cái áo đây. Ồ sợ quá. Kìa, nó nổ tới bên đây luôn rồi nè. Không sao, mình đã chỉnh sửa lại rồi. Vì cái vấn đề ở đây nó khá là nguy hiểm á, nên mình sẽ dời cái chỗ trưng bày giáp qua một căn phòng mới. Mình cũng đã làm được một cái căn phòng trưng bày có cửa vô đàng hoàng và bí mật luôn nha. Một xíu thì nó sẽ tự động đóng nếu như mà mình quên đóng á. Đó, thấy hiện đại chưa? Rồi, đây chính là nơi để mình trưng bày giáp nè. Giáp các thứ là mình sẽ treo vô đây ha. Như vậy thì an toàn, không sợ bị zombie quấy rầy và làm hư giáp nữa. Đây, cất vô đây. Đó. Hiện tại thì mới có 3 bộ giáp được mình treo lên thôi. Ờ, 4 bộ luôn chứ, mình còn bộ giáp xương nữa nè, xương đột biến nữa nè. Treo lên luôn. Rồi, vậy là full 4 bộ ha. Sắp tới thì còn nhiều cái chỗ treo đòn giống như vậy nữa, mình sẽ rải vòng vòng căn phòng này thôi. Còn trên đây là chỗ để mình cất súng thôi. Ví dụ mình muốn trưng bày khẩu rocket này đúng không? Đó, mình gắn vô vậy.
rất là tiện á, nhìn rất là đẹp luôn, cực kỳ thẩm mỹ. Rồi làm mẫu vậy thôi chứ giờ có chưa có súng để gắn vô đâu. Gốc két của mình thì nhiều khi bắn hụt đúng không? Hôm nay thì chắc mình sẽ khắc phục cái nhược điểm bắn hụt nó bằng cách làm một cái khẩu cũng bắn đạn rocket mới, nhưng mà khả năng bắn trúng của nó là gần như là 99,99% luôn. Khẩu đó được làm từ những nguyên liệu cũng khá là dễ đó. Đầu tiên là mình cần phải có cái hardened receiver nè. Cái này thì mình có thể làm được ha. Hardened receiver. Đây, có liền hardened receiver. Tiếp theo là những cái tròn tròn dài dài, gọi là hardened barrel ha. Mình cần hai cái giống như vậy. Tiếp theo thì mình cần phải có cái bản mạch xịn. Một cái bản mạch xịn. Và không thể thiếu, đó chính là thủy tinh ha. Cái này thì nó cần một cái thủy tinh cứng. Thủy tinh cứng lần trước mình có làm một ít. Đây. Rồi, vậy là mình đã đầy đủ nguyên vật liệu rồi. Giờ thì chỉ cần chế tạo thôi. Công thức của nó là như vậy ha. Tèn tèn, chúng ta sẽ có được một cái súng bắn rocket mới. Coi coi, súng bắn rocket cũ của mình nè, nhìn khá là đơn giản đúng không? Nhưng mà cái mới thì nhìn nó sẽ xịn hơn một xíu. Đấy, các bạn thấy nó cũng có ống nhắm rồi đó. Như vậy thì bây giờ mình có thể nhắm được rồi đó nha. Rồi thử coi. Đã. À, lấy rocket thường ra bắn nha. Test trên bằng rocket thường trước đi. Mà cay thiệt luôn á, mới làm cái cửa. Tính ra mới khoe với các bạn luôn á là bị zoom bay nó quậy rồi. Bực hết cả người. Cay thiệt chứ. Rồi giờ trời sáng hả? Sáng thì lấy đâu ra test ta? Zoom bay đâu còn. Á à, kia con kìa. Tới số mình sẽ gài đạn rocket vô trước rồi đã. Rồi. Các bạn thử. Ôi nó. À kìa nó kìa. Giờ mình sẽ nhắm vô nó ha. Rồi mình đã khóa mục tiêu rồi nè. Các bạn coi chuẩn bị nè. Mình sẽ thử bắn ra sau lưng coi. Ui. Ủa. Ok. Ui chết rồi, biểu diễn thất bại rồi. Thiệt luôn á, biểu diễn kiểu này tầm 10 lần nữa thôi là ra đường ở luôn. Thanh niên biểu diễn xung nổ bên nhà luôn à. Mèn đét ơi. Sợ thật sự. Cái máy thì từ từ sửa sao đi. Cây thì tại con này. Tất cả là tại con này cả. Mình sẽ cho nó trả giá mới được. À không, không phải con này, con kia chứ. Giảm. Giảm lao tét hả? Thiệt tình tức á. Rồi con này nữa. Bạn con kia đúng không? Trả giá tiếp. Lần này thì mình sẽ bắn kiểu không cần chính xác 100% đâu. Mình nhắm hướng khác mà nó vẫn bắn trúng con zombie nè. Đấy các bạn thấy rồi đấy, nó bay theo quỹ đạo hình trái chuối luôn kìa. Cong cong quẹo quẹo rồi á. Rất là xịn đó. Như vậy thì xác suất mà mình bắn trúng là 100% luôn nè. Ví dụ con đó đúng không? Bắn một phát. Nè, là chuẩn thôi, chỉ có chuẩn thôi ha. Đây là cách để mình cải thiện cái khả năng bắn trúng của mình á. Trời, chưa gì nó đập cục cát rồi kìa. Đó, kìa, okay. Thấy nó dữ chưa? Nó đặt block lên để nó khô máu với mình mà. Mình nói rồi, bây giờ mấy con zombie này nó lộng hành lắm rồi. Không thể nào mà chấp nhận được, kìa. Tập bè, tập bụi đây. Tập bè, tập bụi nè, ban ngày gì đó. Ghê chưa? Mình sẽ cắt bớt một khẩu rocket đi. Một khẩu bắn súng rocket đi. Căng gì nhờ. Giờ zombie nó cứ lén phén nó rình rình rồi nó úp sọt mình hoài. Chẳng lẽ bây giờ mình thay hết cái phần sàn này bằng hắc diệm thạch ta? Tại vì hắc diệm thạch thì nếu nó có đào chắc nó đào cũng gãy tay chứ không ít đâu. Hắc diệm thạch cứng lắm, nó đào chắc không nổi đâu. Vì là kế hoạch ít ngày nữa mình cần phải thực hiện gấp, đó chính là thay đổi cái phần sàn bằng hắc diệm thạch ha, để tránh trường hợp zombie nó úp sọt từ dưới lên. Ghê thiệt sự. Rồi giờ tạm thời gác qua cái chuyện bị úp sọt đi. Mình sẽ lấy cái khẩu M4. Tại vì hôm qua mình thấy trong khu quân sự bọn chúng xài M4 nhưng mà phiên bản xịn á. Và mình đã tìm ra công thức của khẩu súng đó rồi. Khẩu đó được gọi là The Infiltrator ha. Đây là phiên bản M4 nâng cấp nè. Nó có scope rồi silent các thứ. Rất là xịn ha. Và mình sẽ cố gắng làm nó trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì nó cần có cỡ 2 cục len. Màu gì cũng được.
Tiếp theo là hai redstone. Hai redstone, rồi hai cái kiến. Và không thể thiếu đó chính là một miếng thép cũng như là một cái phôi thép ha. Miếng thép. Ở đây còn thép không vậy? Sao? Oh no, hết thép rồi. Vì là mình phải đi đập rồi. Đi đập thép. Cho nó đập thép ra. Một miếng thôi, mình chỉ cần đúng một miếng thôi là được. Có luôn chưa? Rồi, có rồi. Tới công chuyện nữa. Nâng cấp luôn. Úi giời ơi. Hợp lý. Úi, mình nâng cấp khẩu này đi chứ. Ồ, mình nâng cấp là mình mất hết đạn luôn à. Ổn vậy. Thôi kệ, không sao, mình nhiều đạn mà. Rồi, đó, các bạn thấy chưa? Giờ mình đã có scope nè, cũng như là cái nòng nhắm lá dê, cái gì? Cái tia laser ngắm này kìa. Rất là xịn đó, sai lầm nữa. Gà đạn coi. Đó. Ui giời, bắn im ru luôn. Wow. Được vậy. Ừ, ví dụ mà có súng xịn thì mình sẽ làm luôn cái khiên giống như cái bọn trong khu quân sự ha. Hợp lý. Cái khiên đó thì mình cũng biết công thức làm rồi, nó cũng khá là rẻ đó. Mình cần một cái khiên thường, một cái tấm kiến và một ít hắc diêm thạch thép thôi. Khiên thường đúng không? Mình sẽ làm một cái khiên thường liền. Này thì dễ. Đây, khiên. Và một ít hắc diêm thạch thép. Ủa, cái này là miếng lít rồi. Không phải. Hắc diêm thạch thép đây. Rồi. Chuẩn bị lên khiên nào. Đây. Một cái khiên có chữ SWAT ở phía trước luôn kìa. Ghê. Đeo thử coi. Nhìn xịn thật á. Ồ, nhưng mà mình cầm súng thì nó không có cầm khiên được. Ồ, hình như zombie nó chuẩn bị tấn công mình nữa sao nè. Các bạn để đi, sentry mà nó bắn như hướng nào là hướng đó có zombie đó. Vậy là bên đây có zombie rồi. Ôi thôi, chạy. Chạy lẹ. Giờ khổ ghê, có nhà, có căn cứ dưới lòng đất mà toàn đi chạy zombie không à. Nó đã đột biến đến một cái tầm cao mới rồi. Rồi sẵn tiện ban đêm mình sẽ test khẩu súng này luôn. Wow. Mình thấy sát thương hình như nó không thay đổi lắm thì phải. Nó được cái là nó gắn sai lầm với cái nòng nhắm cho đẹp hơn hay sao á. Cũng 3 viên chết một con ha. Cũng được đây, nói chung là cũng được. Bắn êm hơn xíu, đỡ ồn tai. Ô. Xương hả? Đỏ với con xương này luôn. Mình combo dồn đam nó nè. Cái này bắn thấy gì chứ chuẩn hơn rồi đó. Tại vì có nòng nhắm mà. Đấy, hai băng thôi là xử gọn được một con xương đột biến rồi. Chắc giờ mình sẽ hạn chế ở nhà nha. Tại vì mình chưa có lót cái phần sàn ở phía dưới bằng hắc diêm thạch đó, nên mình không dám ở nhà lâu đâu. Nó úp sọt. Mình một lần nữa là chắc nát cái nhà dưới lòng đất luôn ấy. Chắc bây giờ mình sẽ test cái khiên này trước đi. Tại vì từ đầu tới giờ mình rất ít dùng khiên luôn. Đối với những cái con cầm súng thì sao? Con này cầm súng hay sao nè? Ủa, nó cầm cúp hả? Wow. Cái khiên này nó đẩy lùi zombie cực kỳ xịn luôn. Nó chỉ cần đụng vô mình thôi là nó bị đẩy lùi nè. Ây da. Nó chỉ đỡ được phía trước ha. Hello bạn nhỏ. Ủa kìa. Trời ơi, Reaper nó làm gì ơi? Ui. Reaper này làm càng. Reaper nó định làm càng sao con? Này thì Reaper nè. Rồi, nó đang bị hút vô để nổ. Ui dồi. Ghê quá đi. Ây da. Nguy hiểm vậy. Đó, bây giờ xác xuất xuất hiện những con quái vật đột biến nó đã tăng lên rồi. Mà nó còn thông minh hơn nữa thì sao mà chống cự nổi đây. Căng thẳng thì giờ chỉ có nước là mình mình thay đổi hết cái căn cứ của mình thằng hắc diêm thạch thôi quá. Được. Bây giờ chắc mình sẽ đi chuẩn bị liền. Nói làm liền, mình sẽ đi xuống một cái hang nào đó để mình kiểu như là lấy thật là nhiều hắc diêm thạch ha. Đây có công trình gì á. Vô kiếm ít đồ. Được, cũng được ít đồ. Có đồ.
Đây nè, mình đã tìm được cái tầng hầm mà lúc đầu tiên mình vô thất bại nè. Đây rồi, nó đây nè. Mình lấy hết kim cương rồi, chứ còn sắt với vàng thôi. Công nhận lúc đó mình nhanh tay lẹ cái chân thiệt. Lấy hết kim cương liền. Sao mà để bỏ sót được. Đây rồi. Có liền. Mình đã tìm được một chỗ có khá là nhiều hắc diêm thạch rồi. Ờ, đằng kia còn có uranium nữa cơ. Hợp lý vậy. Ui, nhưng mà con nào mới bắn mình nhá. Trời ơi. Con xương. Hai con xương một lượt luôn. Dám láo tét. Để mình xác định vị trí của nó coi đã. Rồi, xác định. Wither skeleton nè. Này thì láo tét. Con xương nữa. Rồi, xác định nó rồi. Ô, nó là zombie à. Dơm bay nè. Người ta chỉ muốn lấy hắc diêm thạch thôi mà cà khịa. Tính mình nóng mà mấy con này nó cứ để mình nóng đó nha. Rồi giờ thì lấy hắc diêm thạch nè. Đây được rồi nè. Ồ, một chỗ nhỏ như vậy mà được một stack rồi. Mình lấy hết chỗ này chắc tầm 3-4 stack á. Rồi giờ thì tranh thủ lấy thêm uranium nữa. Ồ, có một quặng nè. Một quặng gì mặn ăn gì trời. Đây có thêm nè. Tiếp tục là một quặng. Hai quặng thôi. Phải cày lại uranium thôi. Hôm bữa có 9 cái hà. Giờ phải cày tiếp rồi. Để mua mốt còn làm thêm nhiều vũ khí hạt nhân nữa. Được cái nhân phẩm cao về lúc đúng lúc trời sáng. Rồi hợp lý. Đỡ bị làm phiền chứ không gì hết á. Rồi bây giờ thì mình sẽ có hai công việc chính. Một là sửa xong ở chỗ này. Hai là mình sẽ thử nha. Cái này là bạn thử thôi. Thay hết cái phần sàn ở dưới này bằng hắc diêm thạch ha. Chắc khỏi trang trí luôn quá. Bình thường mình trang trí gì cho nó đẹp mà giờ đẹp mà bị zombie nó tấn công cũng vậy à. Thà xấu mà ha. An toàn xíu. Tấn thần ơi. Mình biết lý do nó tràn vô rồi. Các bạn coi nè. Con zombie nó đào từ đây một cái đường dài thon lon như vậy. Chỉ để vô úp sọt mình. Trời nó mình sợ nó luôn á. Bảo sao nó cứ nó mò được vị trí của mình là phải rồi. Không được rồi. Vậy là ngoài những cái sàn ra thì vách tường mình cũng phải thay bằng hắc diêm thạch thôi, chứ không thôi là nó tràn vô cũng như không à. Như vậy chắc chỗ này nó đen thui thù lùi luôn á. Mình không dám tưởng tượng luôn á. Mình chỉ có như đây thôi chắc đủ làm phần sàn à, chứ không đủ làm tường đâu. Ok, bắt tay vô làm nè. A few moments later. Giờ không dám nhìn căn cứ mình luôn á. Nó đen thui tù lù nha. Ok, chỗ này chắc mình thay bằng hai diêm thạch luôn đi. Rồi gắn vô đây. Gắn cái cửa vô. Đó, chỗ này còn được đúng không? Cái quay ngay sau lưng. Nó đen thui thù lùi luôn. Mới mốt mình phải làm hết vách tường bằng hắc diêm thạch nữa. Chắc mình ngoại lệ mỗi căn phòng này thôi quá. Tại vì căn phòng này mình muốn cho nó đẹp sáng xíu. Tại vì đây là phòng trưng bày giáp á. Phải đẹp mới được. Quên. Giờ mình có ít khẩu súng hay là mình đem trưng bày đi nhờ. Hợp lý mà không mà mình không bắn các thứ đâu nè. Bao nhiêu kỷ niệm mình đem trưng bày hợp lý. Súng lửa là nhập khá là sớm nè, trưng bày luôn. Đấy. Khẩu gốc két đầu tiên mình có nè. Trưng bày luôn. Đó. Trên đó còn gắn cái đầu đạn hạt nhân kìa. Ghê. AUG lâu lâu mới bắn nè, trưng bày liền. Khẩu súng bắn tỉa. Thompson các thứ ha. Đấy. Cũng nhiều súng phết đấy chứ. Wow, trưng bày lên nhìn cái chỗ này đúng đẹp luôn. Trên ở phía trên thì gắn mấy khẩu đầu tiên mình bắn như là Ragnar nè, Merta nè, khẩu súng bắn tỉa mình đâu ta. Đây một phát một con nè. Ui khẩu này dài thế. Khẩu này chắc mình gắn ở phía đầu tiên đi. Khẩu này hơi dài. Không thôi là nó chiếm vị trí của mấy khẩu súng khác nữa. Ủa nó đâu rồi? Đây nó đây. Đó, gắn gì là hợp lý hơn rồi đó. Bên này thì cho thêm khẩu khẩu minigun của mình nha.
Từ 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 mình lấy khẩu minigun cái. Minigun mình cất ở đâu vậy? À đây đây, cái ba lô đây. Mình cất nó trong một cái ba lô riêng nữa. Không thể thiếu khẩu minigun trưng bày á. Nó cái kho súng của mình giờ nó hơi bị xịn rồi đấy. Thêm khẩu nào nữa ta? Khẩu này đi, khẩu súng bắn tỉa nữa nè. Chất lượng liền, chất lượng liền. Hiện tại thì mình vẫn chưa có động tĩnh gì ở chỗ này ha. Có vẻ là khi ốp hát diệm thạch vô thì zombie nó cũng khá là khó để đột nhập vô rồi. Nhưng mà cái đường này thì mình vẫn chưa có rào ra nè. Mình sẽ giải quyết cái vấn đề này sớm thôi. Phía trong này thì sentry cũng hết bắn rồi, tức là gần đây nó cũng không còn zombie ha. Hy vọng là những bé dân làng sẽ an toàn khi mà ở phía góc đó. Thêm một cái con boss xương cổ đại nó xuất hiện ở dưới lòng đất nữa nè. Mình đang đi tránh né zombie một thời gian nữa. Thôi thì hôm nay mới có khẩu rocket mới, chắc tìm nốt cái con này để xử luôn đi nhờ. Gặp nhau cũng là cái duyên rồi đó, phải xử nó thôi. Lần này thì mình sẽ xử nó một cách đặc biệt hơn ha. Mình sẽ sử dụng khẩu rocket mới nhưng mà gắn đầu đạn hạt nhân vô. Ấy. Ủa? Oh. Có vẻ là à, đầu đạn hạt nhân không áp dụng cho khẩu này rồi. Trời ơi, buồn vậy ta. Vậy là không bắn được rồi. Trời ơi, tiếc thế nhờ. Cay thiệt luôn á. Như vậy thì thôi, mình dùng khẩu này cũng được. Vậy là hai ba phát nè. Để coi mấy phát sẽ ngõm được con xương cổ đại này đây. 4 phát. Ui nhưng mà bây giờ nó đang tắm nhung nham luôn rồi. Đi ra đi. Ra đi. Ra đây mà chơi. Giỏi mình hay sao trời. Đứng chổng trời. Chơi mà giận hả? Đừng để tôi nóng nha. Thôi đi ra đi. Không quýnh nữa. Con này nó lì nha. Trời đất ơi. Muốn tha cho nó lắm luôn mà nó lì quá. Thôi xử nó luôn đi. Nhanh gọn lẹ. Rồi giờ nó mới bị mất máu cơ. Ủa có cái nào mình không lấy được đồ luôn không? Ý. Đồ đâu? Có trong này không? Chắc rồi luôn, nó bị thiêu rụi luôn rồi. Chơi tự tử kiểu gì đó. Con boss này ganh ma thiệt. Nó không cho mình lấy đồ luôn mà. Cây tê nhờ. Nó thà ha, nằm trong nhung nham chứ không chịu cho mình lấy đồ đó. Bốn kiếp thật. Ồ, ở đây có 8 quặng kim cương luôn. Hấp dẫn. Tranh thủ đá thêm ít đồ ha. Hồi nãy giờ mình đang đi khám phá để kiếm thêm những cái quặng. Cái gì ta? Gọi là uranium á. Mà nãy giờ thì không có nhiều lắm. Hầu như là không có luôn. Sukana ghê. Đài, mình sẽ thể hiện sức mạnh của cái khiên thần thánh. Vô. Nhào vô. Ui giời, ui giời, ui giời, ui giời. Ui, có con cầm. Ây. Chơi kỳ. Chơi mà trời bơm. Đó các bạn thấy chưa? Nó mà bị nhung nham đốt cháy là nó đặt block lên để đừng cho bị nhung nham đốt nữa cơ. Dương bay hôm nay nó khôn lắm. Này thì khôn nè. Ai quy 500 thì cũng. Ui né nữa chứ. Trời. Học đâu ra thì chiêu né vậy. Người ta bắn là phải đứng yên chứ. Né rồi tôi bắn hụt rồi sao. À còn sống hả? Tưởng đứng cái đó là sống hả cơ. Ui trời định nhảy lên. Định nhảy hả? Định nhảy qua. Ui con này trâu hết. Trâu hả? Ui con cơ. Quá đáng thiệt luôn á. Bây giờ zombie nó đột biến tới mức mà nó nhảy né các thứ đồ như thật ấy. Trời đã sáng hơn một xíu rồi. Chắc mình sẽ về nhà để chuẩn bị cho công cuộc tiếp tục nâng cấp cái hệ thống phòng ngự dưới căn cứ ha. Và chắc bức tường thì chắc mình sẽ thay đổi bằng hát diệm thành thiệt á. Ôi. Ôi no.
bên trong cái phòng trưng bày của mình đã có dơm bay rồi. Lao tới cơ. Ui, không ổn tí nào cả. Thất thủ rồi. Đừng có cướp giáp tôi nha. Nó mà đụng vô giáp mình là mình khô máu nó luôn. Láo tét, láo tét. Kìa, nó né thịt coi coi. Nó né như thật. Rồi luôn rồi, xong rồi. Lượm ơi, chuyện này thất thủ thì rồi, phải nhanh chóng làm những cái bức tường khác dùm thạch thôi. Kệ xấu thì xấu thì chịu thôi, chứ biết sao giờ. Chứ không làm là không được. Nó phá nhà mình đi. Thiệt tình luôn á, mình không thể lường trước được cái tình huống này là xảy ra. Bây giờ đến giai đoạn nó đột biến rồi, không biết 11 nó đột biến tới mức nào nữa. Nhỡ 11 mà nó cầm súng có đầu đạn hạt nhân nó bắn cái đùng quét rồi thôi luôn á. Thấy không chị? Hy vọng là chuyện đó sẽ không thể xảy ra ha. Và hy vọng trong thời gian sắp tới mình sẽ sớm hoàn thành cái dự án là tăng cái hệ thống phòng ngự của căn cứ và chế tạo những cái vũ khí hạng nặng hơn nữa để chống lại những con zombie mà nó ngày càng đột biến giống như vậy. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp. Cảm ơn giới thiệu. Bye bye.